Liên quan đến vụ triệt phá đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo hơn 600 người, như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, rạng sáng ngày 28 tháng 9, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao BA05, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám xét nhiều địa điểm ở quận Tân Phú, quận Bình Tân. Trong tối ngày 27 tháng 9, ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng tại căn nhà ở số 48 đường Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, có rất đông lực lượng công an túc trực. Đây là trụ sở chính nơi làm việc của các đối tượng trong đường dây mạo danh ngân hàng do Nguyễn Hoàng Thạch, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai cầm đầu. Hầu hết các đối tượng trong đường dây còn khá trẻ, từ 18 đến 40 tuổi, có khu vực làm việc riêng. Một đối tượng trong đường dây khai rằng, mỗi ngày gọi khoảng 50 đến 70 người dân trong danh sách được Thạch giao cho. Cùng thời điểm, công an cũng di lý Nguyễn Hoàng Thạch tới kho và nhà riêng tại đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để thực hiện việc khám xét theo đúng tố tụng. Trước đó, chiều ngày 26 tháng 9, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự BC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ập vào kiểm tra căn nhà ở số 48 đường Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, phát hiện 82 đối tượng đang làm việc. Tại công an, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1 tỷ đồng của hơn 600 người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây do Nguyễn Hoàng Thạch, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai cầm đầu. Thạch khai sử dụng giấy căn cước công dân của Trần Kiều Quốc Dũng, sinh năm 1998, ngụ tỉnh Ninh Thuận, thuê nhà và sắp xếp cho 82 đối tượng làm việc. Hằng ngày, Thạch cung cấp cho các đối tượng trên danh sách nhiều cá nhân và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn. Thạch chỉ đạo các đối tượng sử dụng điện thoại bàn, gọi cho người có tên trong danh sách để tư vấn cho vay. Các đối tượng đã mạo danh nhân viên ngân hàng TB Bank, đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng cho vay các khoản từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng với lãi suất 0%. Khách hàng nếu đồng ý vay phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1,7 triệu đồng đến 3,9 triệu đồng tùy số tiền vay. Nếu khách hàng đồng ý, nhóm sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của ngân hàng TB Bank. Nhóm của Thạch sẽ thuê dịch vụ chuyển phát nhanh để giao hợp đồng giả, kèm theo một thẻ ngân hàng TB Bank giả. Đồng thời, nhóm nhờ bưu cục thu hồ các khoản phí bảo hiểm tiền vay nói trên bằng tiền mặt. Các đối tượng Thạch thuê được trả lương mỗi tháng từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng và được thưởng theo doanh số từ 100.000 đồng đến 130.000 đồng trên mỗi đơn.